Quedo. Xin chào quý vị các bác nhá. Đây em đang có mặt tại An Lão Hải Phòng. Nâng cấp và set up cho anh món vàng Siso. TB vàng Siso các bác nhá. TB 108M. Nói Siso các bác biết rồi. Vàng thương hiệu của Siso nhưng mà tiếng nhạc có lời ca rất là ngoặt luôn. Siso TB 108. Rất cao cấp luôn. Và sử dụng đấy cũng đẩy đánh súp ở trong đây 350. Và cũng đẩy 3.600 đẹp như mới luôn. Và cũng đẩy in kết. Với tôi này thì cũng đẩy 3.600 đánh 3.922 3.30. Và cũng đẩy in kết để đánh đôi loa B3 và một cặp IG này, tuyệt vời luôn, của anh Xin này, 325. Dẹt quá chật chỉ luôn. Đấy ông anh. Và cặp lôi B3 Xin 112. Vẫn là thú đi trong đi loa 92 đẹp như mới luôn. Vừa đang set up còn mic. Các bạn tư vấn bảo anh sẽ treo lại đôi này. Ngày xưa là anh cũng mua cặp này ở trung tâm khác. Hôm nay anh nhớ điện cho trung tâm quyết để xuống setup nâng cấp cho anh một vàng Siso TB 1080 và nó chuẩn chỉ luôn anh chàng. Anh gì cầu mong cho người xưa nghĩ em.
Quốc à. Anh xin thứ ba lời tuyệt vời luôn. Và đang nghe ấy rất đông, karaoke, setup rất là ngoạn luôn.